Người ấy đang kết nối lại với bạn. Tình yêu dẫn lối cả hai quay về bên nhau. Cả hai bạn yêu nhau rất sâu đậm. Vì một lý do nào đó, cả hai chia tay nhau hoặc xa cách nhau và đang tập trung trên hành trình cá nhân của mình. Dạo gần đây, bạn thường xuyên nghĩ về người ấy, liên tục nhớ người ấy. Đó cũng có thể là khoảnh khắc người ấy đang cầu nguyện cho bạn, đang nhớ về bạn. Bởi vì cả hai yêu nhau bằng một tình cảm chân thành sâu đậm, đã hình thành sợi dây liên kết năng lượng với nhau, có thể giao tiếp thần giao cách cảm với nhau. Không có thời gian không gian nào ngăn cách được tình cảm của cả hai. Khi bạn liên tục nghĩ về người ấy với những cảm xúc rất tích cực, bạn thường xuyên nhìn thấy tên của người ấy xuất hiện trong cuộc sống của bạn. Bạn có những giấc mơ sống động về người ấy, mơ về những ký ức mà cả hai đã cùng nhau trải qua. Bạn liên tục nhìn thấy những cặp đôi xung quanh hạnh phúc bên nhau. Và trong thời gian này, bạn thấy bản thân mình phát triển rất tích cực, đã tự chữa lành những tổn thương trong quá khứ của mình và có những điều rất mới, rất tươi sáng trong cuộc sống của bạn. Dễ dàng có được trạng thái bình yên nội tâm, dễ dàng mở rộng tình yêu của bạn với tất cả những người xung quanh bạn. Đây là thời điểm thiêng liêng, tình yêu tri kỷ quay lại cuộc sống của bạn. Những dấu hiệu của Canh vừa chia sẻ với bạn, đó là những dấu hiệu đồng bộ của vũ trụ muốn cho bạn biết rằng ngày ấy đã đến, ngày tái hợp của cả hai bạn. Khi bạn tin tưởng vào tình yêu và luôn giữ hy vọng sẽ gặp lại người ấy, vũ trụ an bài cho điều đó chắc chắn xảy ra. Hãy nhớ rằng tình yêu sẽ dẫn lối cả hai quay về bên nhau. Quốc Anh nguyện cầu vô số phước lành đến với cả hai bạn.